cha đẻ thừa nhận đánh bé, Ủy ban Nhân dân phường phủ nhận bạo hành. Tối 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp tại chung cư Lê Minh Tôn để thông báo cho ban quản lý, ban quản trị và toàn thể cư dân về vụ bé trai đi bạo hành. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã công bố thông tin kết quả giám định của cơ quan chức năng về vụ việc của cháu V.N. K 10 tuổi, ngụ tại chung cư, nghi bị cha đẻ và mẹ kế bạo hành mà báo chí đã phản ánh. Bé K bị bầm tím nhiều vết trên cơ thể. Vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường khẳng định không có chuyện bé K bị bạo hành. Trao đổi với báo chí, bà Huỳnh Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 15 cho biết kết quả giám định cho thấy cháu K bị đa chấn thương gây xương bầm mô mềm, thương tích do vật tày gây ra và đã được điều trị. Kết quả giám định về những vết bầm trên cơ thể là 0%. Ngoài ra, bà Phượng cho biết cha ruột bé K là quận cũng thừa nhận đánh con và đã viết cam kết chấm dứt chuyện này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường bị tiện gì không can thiệp. Liên quan đến vụ việc trên, chị N. T. H. Y. 1983, mẹ ruột bé K. cho biết đã gửi đơn kiện ông Nguyễn Hữu Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 15 lên Tòa án Nhân dân quận 11 vì đã không ban hành quyết định can thiệp, cách ly bảo vệ trẻ em chống bạo hành. Phía Tòa án Nhân dân quận 11 đã tiếp nhận đơn khởi kiện và do vụ việc có tính chất khẩn cấp nên họ gọi điện trực tiếp mời tôi lên làm việc vào ngày 7 tháng 11. Luật sư Ngô Thị Hoàng Anh, công ty luật Hợp Danh Thủy Anh, người đại diện cho chị Y, cho hay. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nêu quan điểm tại cuộc họp tối 6 tháng 11. Nói về việc Ủy ban Nhân dân phường 15 khẳng định không có chuyện bạo hành, luật sư Hoàng Anh cho biết khi vụ việc xảy ra, ông V. V. Quỷ, cha đẻ bé K, có ký cam kết không có đánh bé K, nữa thì đã xác định vấn đề bạo hành. Bạo hành không phải là gây thương tích, đánh bé, chửi bé gây tổn hại tinh thần cho bé cũng là bạo hành. Khi phát hiện nghi vấn bạo hành thì chính quyền địa phương phải thực hiện cách ly trong vòng 12 giờ nhưng đến nay thì vẫn chưa thực hiện, luật sư Hoàng Anh nói. Bà Y cho rằng việc bạo hành đối với cháu K là cực kỳ nghiêm trọng nhưng ông Kỳ đã không xử lý đúng là áp dụng biện pháp bảo vệ trẻ em. Vết thương nghi do bị tạt nước sôi trên chân bé K. Cụ thể, bà Y cho rằng, ông Kỳ không can thiệp, cách ly trẻ em ra khỏi nơi trẻ em bị bạo hành trong 12 giờ như quy định của pháp luật. Ngoài ra, ông Kỳ tránh né và chưa bao giờ làm việc với bà Y, mặc cho bà đến chờ đợi suốt nhiều ngày tại trụ sở cơ quan. Trong đơn khởi kiện, bà Y yêu cầu ông Kỳ ban hành quyết định can thiệp, cách ly bé K ra khỏi nơi bị bạo hành, giao bé K cho bà nuôi dưỡng. Đồng thời, bà Y yêu cầu ông Kỳ phải xin lỗi công khai và bồi thường tổn thất với số tiền 47 triệu đồng. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho biết giám định thương tật 0% và Ủy ban Nhân dân phường thông tin với cư dân rằng không hề xảy ra bạo hành là chưa đúng. Đối với trẻ dưới 16 tuổi thì không cần phải 11% mới bị xử lý mà dù 0% vẫn có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi bạo hành, luật sư Nữ nhấn mạnh. Trước đó, ngày 18 tháng 9, cháu K đến trường học và có dấu hiệu mệt mỏi, không ngồi được. Qua gặng gỏi, cô giáo phát hiện mông, người của K có nhiều vết bầm tím nên gọi cho Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông, Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Bộ Lao động Thông báo Xã hội để trình báo vụ việc. Qua làm việc, ông quận thừa nhận đã đánh bé K vì không nghe lời.